Như chúng ta biết, tác dụng của củ ba kích rất tốt trong việc điều trị và bồi bổ sức khỏe con người. Để ngâm được bình rượu ba kích thơm ngon không phải dễ và đơn giản, nhất là ba kích khô. Ngâm rượu ba kích khô phức tạp và tỉ mỉ hơn ba kích tươi khá nhiều. Dưới đây là chia sẻ kỹ lưỡng về hướng dẫn cách ngâm rượu ba kích khô thơm ngon, các bạn cùng tham khảo nhé. Ba kích khô, một lục củ ba kích. Củ của cây ba kích là bộ phận được dùng làm thuốc của cây ba kích. Cây ba kích hay còn có tên là dây ruột già, ba kích thiên. Cây thuộc họ cà phê, thường mọc ở những vùng núi và trung du các tỉnh phía Bắc nước ta như Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Hiện nay do khai thác giá trị sử dụng củ ba kích nên ngành lâm nghiệp đã gieo trồng nhân giống. Phần rễ củ ba kích có chứa hoạt chất anthraquinolone, phytoestrogen, axit hữu cơ, đường, nhựa, kèm theo một chút tinh dầu, đặc biệt là chứa rất nhiều vitamin C. Vitamin C không có trong ba kích khô, có tác dụng rất tốt trong điều trị và chữa bệnh. Xem thêm hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Tác dụng của củ ba kích khô. Ba kích được sử dụng thường là hai loại, ba kích khô và ba kích tươi. Thông thường ba kích sau khi sơ chế làm sạch và phơi khô mới sử dụng. Ba kích chủ yếu sử dụng vào than thuốc, và sử dụng ba kích để ngâm rượu ba kích khô có tác dụng giúp tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới. Ba kích có tác dụng bổ thận tráng dương, sinh tinh, mạnh gân cốt, trị bệnh yếu sinh lý, mộng tinh và giúp kéo dài thời gian khi quan hệ. Củ ba kích khô còn giúp hỗ trợ ngăn ngừa điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới. Ngoài ra, trong một số sách y học có ghi chép, củ ba kích còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, bồi bổ sức khỏe, giảm tình trạng ăn ngủ kém. Đối với những người có tuổi, sâm ba kích còn giúp cải thiện đáng kể bệnh phong thấp, đau lưng, mỏi gối. Xem thêm, rượu ba kích tím có tác dụng gì với sức khỏe. Hướng dẫn cách ngâm rượu ba kích khô. Cách chọn lựa ba kích khô. Khi ngâm rượu ba kích khô, bạn có thể dùng ngâm trực tiếp ba kích khô hoặc sau ba kích rồi mới ngâm. Nên chọn những củ ba kích khô không có hiện tượng nấm mốc. Củ ba kích khô có mùi thơm tự nhiên, không có mùi ẩm mốc nên chọn mua ba kích khô. Ở những đơn trực tiếp sơ chế ba kích bằng tay, rồi sấy ba kích bằng máy sấy dược liệu để không bị mất những dược chất quý có trong ba kích. Tìm mua ba kích những cơ sở bán dược liệu có uy tín và được cấp phép sơ chế củ ba kích. Khi chọn ba kích khô ngâm ngâm rượu, bạn không cần phải làm bước sơ chế rút bỏ lõi ba kích nữa, bởi khi sơ chế ba kích tươi để sấy khô đã làm công đoạn này rồi. Nên kiểm tra củ ba kích kỹ lưỡng, tránh còn sót lõi ba kích. Nếu cẩn thận có thể bỏ ba kích lên chảo sao khô, thơm một chút trước khi cho vào ngâm rượu. Hoặc có thể mang ba kích khô phơi dưới nắng thêm một chút. Chọn bình để ngâm rượu, nên chọn bình thủy tinh hoặc bình sành có nắp đậy, không nên dùng bình nhựa. Bởi khi dùng rượu ngâm trong bình nhựa sẽ nhiễm phôi nhiễm, từ nhựa không có lợi cho sức khỏe nên chọn bình có số lít phù hợp với lượng rượu. Và ba kích muốn ngâm cho hợp lý, chọn rượu ta có thể còn rượu trắng. Trong cách ngâm rượu ba kích khô để có bình rượu ba kích khô thơm ngon nhất, có thể chọn rượu nếp trắng. Nồng độ rượu ngâm ba kích nên chọn từ 40 độ trở lên 8 đến 9 lít. Rượu tương ứng với 1 kg ba kích khô. Cách ngâm rượu ba kích khô trực tiếp. Nguyên liệu chuẩn bị: củ ba kích khô, 1 kg rượu nếp trắng, 8-9 lít bình thủy tinh có nắp đậy. Cách ngâm rượu ba kích khô: ba kích khô rửa sạch tráng rượu, qua ba kích một lượt bình rượu ba kích rửa sạch phơi khô, lau khô ráo đem tất ba kích khô cho vào bình, đổ rượu nếp trắng đã chuẩn bị lên. Đậy kín nắp bình rượu và để nơi thoáng mát. Rượu ba kích khô càng ngâm lâu càng có vị ngon và thơm hơn. Cách ngâm rượu ba kích khô khi đã qua xử lý sau khô. Bước 1, sau ba kích khô bạn sử dụng một chiếc chảo sạch, cho ba kích khô vào rồi vặn lửa nhỏ để sau trong khoảng 15 phút, sau đó đổ ra để nguội. Bước 2, rửa sạch bình ngâm, tráng qua với nước nóng rồi để khô hoàn toàn. Cho ba kích và rượu vào ngâm tỷ lệ như mình đã hướng dẫn ở trên. Bước 3, đậy kín nắp bình lại hoặc cẩn thận hơn bạn có thể trùm thêm một lớp túi bóng vào nắp và buộc kín lại. Ngâm trong vòng 3 tháng là có thể sử dụng được, càng ngâm lâu thì khi uống càng ngon nhé. Rượu ba kích khô ngâm sẽ không đạt được màu tím, mà có màu hơi nhạt so với rượu ba kích tươi, tuy nhiên chất lượng của rượu không hề bị giảm đi nhé.
nên ngâm ba kích tươi hay khô để rượu có chất lượng tốt. Nhất rượu ba kích là một loại đồ uống cao cấp giúp điều trị bệnh và tốt cho sức khỏe, bởi mùi vị thơm ngon và đặc biệt là tác dụng của nó đối với sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh lý. Ba kích có tác dụng tốt cho người sử dụng, kể cả nam và nữ. Ba kích tươi và ba kích khô ngâm rượu đều rất tốt. Có điều về màu sắc thì ngâm ba kích tím loại tươi, thì rượu ba kích sẽ có màu sẫm và đẹp hơn ba kích khô. Ngoài ra, nếu chọn lựa được ba kích Việt Nam là tốt nhất, tránh mua phải ba kích Trung Quốc chất lượng rất kém, do đã bị nơi sản xuất hút hết tinh dầu và các dưỡng chất, chỉ còn cái xác. Ba kích tươi và ba kích khô ngâm đều rất tốt. Điều quan trọng nhất là bạn có mua được ba kích tím chuẩn hay không mà thôi. Lưu ý khi ngâm và sử dụng rượu ngâm ba kích, thời gian ngâm rượu ba kích bạn nên để khoảng 60 đến 70 ngày cho rượu ngấm và thơm ngon là có thể sử dụng được. Tốt nhất là để tầm 6 tháng sẽ tốt hơn, rượu sẽ có màu đẹp mắt và óng ánh hơn. Bạn có ý định hạ thổ bình rượu nên để trên 200 ngày, nồng độ rượu từ 47-50 độ sử dụng rượu bạn cũng nên chú ý ngày uống 2 lần vào mỗi bữa ăn. Mỗi lần uống một chén rượu nhỏ, trung bình một ngày chỉ nên dùng 100ml đến 150ml. Rượu ba kích khô khi ngâm sẽ không có màu tím đậm, mà có màu hơi nhạt vì sau khi đem sao sẽ không còn màu tím tự nhiên. Tuy nhiên chất lượng rượu ba kích khô không ảnh hưởng gì. Xem thêm, hướng dẫn cách ngâm rượu ba kích tím ngon đúng chuẩn. Những thông tin bổ ích trên đã giới thiệu cặn kẽ cách ngâm rượu ba kích khô thơm ngon và đơn giản nhất. Các bạn muốn tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Let's Blog Ask Why.